Chào mừng quý bà con quay lại với kênh chia sẻ kỹ thuật nông nghiệp của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Việt Nông. Thì hôm nay rất là vui tình được quay lại để chia sẻ cùng với quý bà con nông dân chúng ta cái bước để chúng ta tiến hành tạo mầm hoa sầu riêng đạt hiệu quả nhất. Thì mình xin tự giới thiệu, mình tên là Thịnh, hiện tại đang công tác tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Việt Nông. Hôm nay mình có mặt ở tại vườn của anh Thanh ở trên khu vực Bình Phước. Thì hiện tại sầu riêng ở khu vực này đang trong quá trình tiến tạo mầm hoa. Thì quý bà con nông dân chúng ta đã coi cái clip trước ở bên công ty chia sẻ những cái điều kiện cần và đủ để chúng ta tiến hành tạo mầm hoa sầu riêng. Thì hôm nay Thịnh sẽ chia sẻ cho quý bà con nông dân chúng ta từng bước để chúng ta tiến hành tạo mầm hoa. Bước thứ nhất, thì khi cây chúng ta bắt đầu nhú đọt sầu riêng, nhú cái đơ đọt ở trong cái cơ đọt cuối cùng để chúng ta bước vào tiến hành làm mông nuôi trái, thì chúng ta tiến hành xử lý tại phân lăng dưới gốc. Thì chúng ta rải phân lăng ở những dòng phân lăng nào như những dòng super lăng hoặc là DAP, để mục đích chúng ta chuyển cái cây sầu riêng ở giai đoạn từ sinh trưởng sinh dưỡng sang giai đoạn sinh trưởng và sinh sản. Đó, mục đích làm cho cái lá của chúng ta nó thành thục nhanh hơn. Thứ hai nữa là nó sẽ phân hóa và thức tỉnh những cái cây thức tỉnh mầm hoa trong cây sầu riêng. Thì khi cây bắt đầu nhú đọt ở cái cơ đọt cuối cùng, chúng ta tiến hành xử lý cái cơ đọt này cho nó ra nhanh hơn, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái dàn lá sầu riêng này chúng ta phải bảo vệ được một cách tốt nhất, vì cái dàn lá này nó cực kỳ quan trọng. Đây là cái dàn lá để chúng ta nuôi trái, nuôi bông và nuôi trái sầu riêng. Nên chúng ta làm cái cơ đọt này nó rất là quan trọng, nên bà con chúng ta chú ý làm sao cho cái dàn lá sầu riêng của chúng ta ở giai đoạn này một cách hoàn hảo nhất nha quý bà con. Thì cây bắt đầu nhú sầu riêng ở giai đoạn này, thì bên công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Việt Nông có một cái bộ giải pháp xử lý cho cái cơ đọt sầu riêng của chúng ta, giúp cho cái dàn lá của chúng cái đọt của chúng ta mập hơn, cái lá sầu riêng chúng ta nở to hơn và cái lá của chúng ta nó sẽ nhanh già hơn, cứng cáp hơn. Đây thì cái bộ giải pháp thứ nhất, khi cây bắt đầu nhú mùi giáo, nhú đọt đều hết, thì chúng ta tiến hành xử lý cái sản phẩm Vinco 79 cộng với sản phẩm Focrop 1465. Đây, khi cây bắt đầu nhú mùi giáo như thế này, chúng ta sẽ tiến hành xử lý cái giải pháp sản phẩm này cùng với cái liều lượng là 1 lít sản phẩm Vinco 79 và 1 lít sản phẩm Focrop 1465 cho 800 lít nước, tức là 4 phi 200 lít nước á. Thì chúng ta phun ướt đều, phủ đều trên toàn thân cây sầu riêng, là ở cái cây mà bắt đầu nhú mùi giáo ở hoàn toàn trong giai đoạn này. Thì cái cơ đọt của cây sầu riêng nó kéo dài khoảng từ 25 cho đến 30 ngày và đến 40 ngày tùy theo cái những điều kiện khí hậu và thời tiết thổ nhưỡng ở của mỗi vùng khác nhau. Thì khi mà cái lá của chúng ta, lá sầu riêng của chúng ta bắt đầu nở ra, thì bắt đầu chúng ta tiến hành xử lý những dòng phân thuốc, và đây là cái bước tạo mầm thứ nhất cho cây sầu riêng, thì đến giai đoạn này chúng ta cần làm cho cái lá của chúng ta già nhanh hơn, lụa nhanh hơn và dày hơn nữa, để cho cái dàn lá của chúng ta nó một cách nó xanh đậm và thành thục một cách tốt nhất. Thứ hai nữa là nó sẽ không có được không có nấm bệnh sâu hại tấn công đến cái dàn lá sầu riêng của chúng ta ở trong giai đoạn này. Thì bên về phía công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Việt Nông có một cái bộ giải pháp ở trong giai đoạn tạo mầm này, gồm có 3 sản phẩm. Sản phẩm thứ nhất là sản phẩm Vinco 79, sản phẩm thứ hai là sản phẩm Focrop K3020 và sản phẩm thứ ba là sản phẩm Zeromix. Đây, khi dàn lá của chúng ta nó nở ra như thế này. Đây,
Khi chúng ta tiến hành xử lý các bộ sản phẩm về giải pháp của công ty Vinco xong thì cái giúp cho cái dàn lá của chúng ta nó được một cách hoàn hảo nhất, tức là lá nó sẽ xanh, dày, bóng, lá nửa to, cái diện tích lá của cái sổ lá sầu riêng nó sẽ nửa to hơn. Thì sẽ đó là cái điều kiện tốt nhất để cho cái dàn lá để giúp chúng ta trong cái giai đoạn làm bông cũng như nuôi bông nuôi trái được cung cấp cái lá của chú sầu riêng của chúng ta mà nó hoàn hảo. Thì cái quang hợp với trao đổi chất của cây sầu riêng của chúng ta nó sẽ tốt hơn, và cái dinh dưỡng cung cấp cho bông và trái của chúng ta nó sẽ một cách đều đặn hơn. Đó là cái thứ nhất. Rồi chúng ta tiếp khi mà chúng ta xử lý tạo mầm lần thứ nhất xong, lá chúng ta thành thục, chúng ta bắt đầu tiến hành xiết nước. Chúng ta xiết nước, khi đạt được đầy đủ điều kiện rồi chúng ta tiến hành xiết nước. Thì chúng ta xiết nước trong vòng 7 cho đến 10 ngày. 7 cho đến 10 ngày chúng ta tiến hành xử lý tạo mầm ở trong thân. Đây quý bà con chúng ta thấy là cái bông sầu riêng chúng ta nó ra ở những cái vị trí cần thiết, cần thiết trên cây. Thì ra những cái vị trí như thế này nó sẽ giúp cho quý bà con chúng ta chăm sóc được dễ dàng hơn, cũng như chất lượng cái trái sầu riêng nó đạt hiệu quả một cách tốt nhất. Tránh cái hiện tượng khi mà cái sầu riêng của chúng ta nó ra ở những vị trí ngòi cành như thế này, ngòi đọt như thế này, thì cái chúng ta nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, như là cái khi mà trái sầu riêng giai đoạn lớn á, là giúp cái trái sầu riêng nó nặng, nó sẽ dễ làm cái cành của chúng ta bị gãy, cũng như cái dinh dưỡng cái sầu riêng của chúng ta ở ngòi này nó sẽ bị cạnh tranh rất là nhiều với đọt sầu riêng, và thế làm cho cái chất lượng sầu riêng của chúng ta nó không được tốt. Đó thì đây là cái vườn sầu riêng của công ty Vinco đã áp dụng cái bộ giải pháp thần tài, và quý con chúng ta thấy bộ giải pháp rất là hiệu quả và ra được những cái vị trí bông như mong muốn, tức là ra ở những cái vị trí chúng ta cần thiết để chúng ta nuôi trái, đây quý con chúng ta thấy và ra ở những cái cành nào chúng ta cần nuôi trái, chúng ta tiến hành phân hóa mầm hoa trong thân bằng cách những dòng phân bón có hàm lượng lăng và lăng kali cao kèm theo những chất điều hòa kích thích sinh trưởng, để mục đích cho cây sầu riêng chúng ta nó ra ở những cái cành hữu hiệu, gọi là hữu hiệu về những cái cành đòn tay và những cái vị trí mà chúng ta nuôi trái một cách tốt nhất. Những cành đó là những cành có số lượng lá nhiều. Thứ hai nữa là những cái cành đòn tay ngang, và thứ ba nữa là những cái vị trí nằm ở bên dưới của cái đòn tay của cái cây sầu riêng. Thì khi mà cái bông của chúng ta nó ra ở những vị trí thuận lợi như vậy thì chúng ta nuôi trái nó sẽ được thuận tiện hơn, và cái chất lượng của trái sầu riêng nó sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều. Và nó sẽ bảo vệ được cái cây sầu riêng, vì quý bà con chúng ta biết khi mà cái bông sầu riêng mà chúng ta nó ra ở ngoài đọt nhiều quá, hơn ra ở những cái vị trí không thuận lợi, thì cái trái sầu riêng của chúng ta nó sẽ coi cái chất lượng sầu riêng nó sẽ không được tốt. Và thứ hai nữa, nó ra ở ngoài đầu ngọn, ngoài cành nhiều á, thì nó rất là khó cho chúng ta chăm sóc, nó chỉ dễ làm bị gãy cành, và thứ hai nữa là nó dễ bị khô những cái cành ở ngoài ngọn, làm cho chúng ta phục hồi sầu riêng sau này mà sẽ khó khăn hơn. Thì bên công ty Vinco có một cái bộ giải pháp để chúng ta tạo mầm hoa được một cách tốt nhất, là giải pháp tạo mầm hoa của bên công ty Vinco gồm có 3 sản phẩm, là sản phẩm Focrop 3020, sản phẩm Vinco 79 và sản phẩm Jeromid. Đây là một trong những cái bộ giải pháp chúng ta sử dụng thiên thuốc trong quá trình tạo mầm, cũng như ở những cái bước để chúng ta nuôi bông và nuôi trái. Thì sản phẩm này chúng ta phun pha với cái liều lượng là 1 lít Vinco 79 cộng với lại 1 lít Focrop 3020 cộng với lại 500ml Jeromid cho 400 cho đến 500 lít nước. Chúng ta phun với liều lượng như vậy mục đích để tăng cái hàm lượng lăng và kali, cũng như kích thích được những cái chồi, những cái vị trí phun vào những cái vị trí mà chúng ta cần nuôi bông, phun vào ở trong thân. Thì cái sản phẩm Focrop K3020 với cái hàm lượng lăng và kali cao giúp cho cái quá trình phân hóa mầm hoa của chúng ta một cách tốt nhất. Sản phẩm thứ hai, cái Vinco 79
Đây là một cái sản phẩm canxi với thành phần chính là canxi hữu cơ cũng như cái amino acid kèm theo với các vitamin rồi các bổ sung các trung vi lượng. Thì cái sản phẩm Vinco 79 này nó sẽ giúp cái điều hòa sinh trưởng, điều hòa sinh trưởng giúp cho cái cây sầu riêng của chúng ta thức tỉnh mầm hoa một cách tốt hơn. Và khi cái mầm hoa sầu riêng của chúng ta nó nhú ra thì cái bông sầu riêng của chúng ta nó sẽ ra thành từng chùm và nó nhiều hơn, còn cái sản phẩm đến sản phẩm Zeromix là một trong những cái sản phẩm rất là đặc biệt. Thành phần chính của nó là cái keo bạc và những cái nguyên tố trung vi lượng kèm theo. Thì đây cái sản phẩm Zeromix này, cái công dụng của nó giúp cho cái cây sầu riêng của chúng ta điều hòa và kích thích sinh trưởng, làm cho cây sầu riêng của chúng ta ra ở những cái vị trí cần thiết, và thứ hai nữa là nó sẽ giúp bảo vệ cái mắt cua của chúng ta khi chúng ta cái mắt cua của chúng ta nhú ra. Đó là cái công dụng của cái bộ giải pháp của bên công ty Vinco trong cái giai đoạn tạo mầm hoa. Khi chúng ta tiến hành xử lý tạo mầm lần ở trong thang xong thì chúng ta tiến hành chờ xiết nước trong vòng khoảng từ 20 cho đến 30 ngày thì cây của chúng ta sẽ nhú mắt cua. Quý bà con nên lưu ý, chúng ta nên không nên nóng ruột, không nên lo lắng, vì nhiều quý bà con nông dân chúng ta hay lo lắng là phun mà chưa thấy có hiện tượng gì, cây chưa thấy có hiện tượng gì, thì quý bà con chúng ta nên lưu ý như thế này: cây nó đủ điều kiện, chúng ta xử lý phân thuốc xong thì chờ một thời gian để cây nó hấp thu được những hàm lượng phân thuốc trong đó. Khi cây đã hấp thu hoàn toàn thì đủ điều kiện như vậy thì cây chúng ta nó sẽ nhú mắt cua. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều.